Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với buổi live stream ngày hôm nay của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Thì trước mắt các bạn là hình ảnh của khách hàng sau khi tiến hành nâng ngực tại Thẩm mỹ viện sau khoảng là 2 ngày. Thì túi ngực của khách hàng lựa chọn, bác sĩ lựa chọn cho khách hàng là túi ergonomic size 360. Thì vị trí mình phẫu thuật là đường nách, đường nội soi đường nách. Thì các bạn theo dõi trên hình ảnh thì thấy được là cái sự thay đổi của khách hàng sau khi mình tiến hành nâng ngực. Đây là tư thế ngồi bình thường của khách hàng. Thì cái ưu điểm lớn nhất của cái loại túi ergonomic này, nó sẽ cho mình cái độ tự nhiên và thoải mái mềm mại nhất. Thì khi mà khách hàng ngồi như thế này á, mình sẽ thấy được cái độ xa trễ của túi ngực nó rất là tự nhiên luôn. Thì các bạn có thể thấy sự thay đổi của khách hàng sau khi tiến hành nâng ngực. Đây là hình ảnh của khách hàng trước khi tiến hành nâng ngực và hình ảnh sau khi nâng ngực. Các bạn có thể thấy được cái sự mà thay đổi rõ rệt hoàn toàn luôn. Trước khi nâng ngực thì cái phần ngực của khách hàng nó hoàn toàn như là không có. Nó chỉ hơi nhô ở phần bầu ngực. Cái thứ hai là phần xương bụng khách hàng nó khá là nhô cao hơn. Thì nó tạo cho mình cảm giác là vòng một nó như là không có hoặc là nó bằng phẳng. Thì đây là hình ảnh khách hàng sau khi tiến hành nâng ngực. Các bạn có thể thấy rõ được sự thay đổi của khách hàng. Với cái ưu điểm cũng như là công nghệ hiện đại ngày hôm nay á, thì cái công nghệ mà nâng ngực nội soi đường nách này nó sẽ giúp cho mình tiết kiệm rất là nhiều thời gian nghỉ dưỡng tại nhà, không có phải như những cái công nghệ hồi trước đây mình cần phải dành khoảng thời gian là một tuần hoặc là một tháng để mình nghỉ dưỡng sau khi mà mình tiến hành phẫu thuật. Thì khách hàng này là sau khi trải qua khoảng 48 tiếng nâng ngực thì khách hàng có thể tự đến thẩm mỹ viện để mình có thể thay băng và cắt chỉ. Các bạn có thể nhìn thấy bộ ngực rất là đẹp. Đây là kiểu ngực dáng E-line. Thì sau cái phần này á, thì khách hàng là sẽ mặc cái áo định ngực, mặc cái áo định hình để cố định cái phần ngực của mình. Thì cái áo này mình mặc liên tục và xuyên suốt trong vòng là một tháng luôn để giúp cho hai cái phần túi ngực nó sẽ xích vào nhau. Cái thứ hai nữa là nó sẽ tạo cái dáng E-line cho mình. Thì những cái đường vẽ bút bằng bút xanh mà các bạn đang thấy trên ngực của khách hàng á, thì đây là cái đường vẽ trước của bác sĩ. Thì khi mà mình tới tư vấn và thăm khám, bác sĩ là sẽ vẽ và đo lường kỹ cái khu ngực của mình. Thì để khi tiến hành nâng ngực thì khi mà bác sĩ sẽ tiến hành là bỏ đặt túi ngực vào á, nó sẽ là ngay vào cái phần mà các bác sĩ là mong muốn luôn. Nó sẽ không có xảy ra cái tình trạng là hai túi nó lệch nhau hoặc là gây cái sự khó chịu khi mà mình đặt túi ngực cho khách hàng nha các bạn. Đây là tư thế ngồi của khách hàng. Cái phần túi nó sẽ xuống nhìn rất là tự nhiên. Thì cái ưu điểm vượt trội của cái dòng túi ergonomic này, thứ nhất là cái độ tự nhiên, cái thứ hai là cái độ mềm mại và cái độ không có gây khó chịu cho khách hàng khi mình tiến hành đặt cái phần túi ngực này. Đó là cái thứ ba nữa, khi mà các bạn tra cứu trên Google là sẽ thấy được cái ưu điểm vượt trội của cái túi ergonomic này là cái sự là dẻo dai và mềm mại của nó. Mình có thể là đi xe lô cán thôi, nó sẽ không có bị vấn đề gì hết. Và cái đường phẫu thuật của khách hàng là cái đường vùng nách này, các bạn có thể thấy. Thì công nghệ mới này bác sĩ có chỉ vạch khoảng 2,5 cho tới 3 cm ở dưới đất góc nách, nên cái sẹo sau này mình để lại á, nó sẽ mờ dần theo thời gian và để lại cái đường sẹo rất là đẹp. Nó không gây ảnh hưởng cũng như là mất thẩm mỹ cho mình. Với lại cái quan trọng mà thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là muốn nhấn mạnh tới cho các bạn là cái keo dán Denabol. Chỉ đặc biệt cái loại keo dán Denabol này thì thẩm mỹ viện có sử dụng riêng cho khách hàng khi tiến hành nâng ngực tại thẩm mỹ viện. Thì cái ưu điểm vượt trội của loại keo dán này á, thứ nhất là nó sẽ không sưng không viêm. Cái thứ hai nữa là nó sẽ để lại cho mình là sẹo rất là đẹp
Và cái thứ ba là khách hàng có thể là trở về nhà tắm sau 2 tiếng khi mà mình tiến hành phẫu thuật, chỉ có dành riêng cho khách hàng khi tiến hành nâng ngực tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Index, sẽ hoàn toàn miễn phí, không có tính phí gì cả. Keo dán Dragon thì mình sử dụng là sau khi mà mình may cái bích chỉ lại sẽ dán cái phần keo dán này lên. Đây là phần chính diện của ngực. Các bạn thấy hai bên túi ngực rất là đều nhau, nhìn rất là đẹp và tự nhiên. Đây là phần đối diện chính diện khách hàng trước khi tiến hành nâng ngực tại Thẩm mỹ viện. Phần ngực nó chỉ có là khoảng bầu ngực thôi, nhưng phần da trên và phía trên nó sẽ hoàn toàn không có luôn. Các bạn có thể nhìn rõ sự thay đổi khác biệt khi khách hàng tiến hành nâng ngực. Loại túi là Ego Limit size 360. Thì sau khi mà mình mặc áo định hình trong vòng 1 tháng thì chỉ có thể để thì cái phần khe ngực này á, nó sẽ khít vào như thế đó, thì phần ngực nó sẽ cân bằng hơn, nó sẽ tạo cái dáng inline cho mình, thì rất là thích hợp cho các bạn nữ khi mà mình mặc những cái đầm on body, nó sẽ khoe trọn cái dáng ngực của mình rất là đẹp luôn. Thì các bạn có thể nhìn thấy là sau khoảng 48 tiếng vị khách hàng này tiến hành phẫu thuật, nó hoàn toàn không sưng cũng như là không bầm luôn. Khách hàng có thể là di chuyển bình thường. Rồi đây là ca ngực tái khám lần thứ ca thứ tư tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Index. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Thẩm mỹ viện có nhận được khoảng 3 ca nâng ngực và 1 ca là treo sẹo. Em cảm ơn chị. Thì hiện tại là Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus đang có tiến hành những cái ca dịch vụ như là cắt mí, nâng mũi. Thì một ít phút tới đây mình sẽ cho các bạn xem được là cái quá trình mà các bác sĩ là làm dịch vụ cho khách hàng như thế nào nhé. Thì hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, Thẩm mỹ viện khá là đông luôn, nên các bạn có thể thấy được là khách hàng tới Thẩm mỹ viện Sài Gòn với đất nhé. Thì trong suốt buổi livestream ngày hôm nay á, thì những bạn nào có câu hỏi thắc mắc về dịch vụ cũng như là đang có nhu cầu muốn tư vấn tham khảo thì có thể để lại ngay dưới bên phía comment này, thì mình sẽ hỗ trợ tư vấn và giải đáp thắc mắc cho các bạn luôn. Đây, mình sẽ cho các bạn xem được là ekip mổ tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus nhé. Thì trong ngày hôm nay á, là ngày cuối tuần thứ bảy, Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus có nhận được đang tiến hành là phẫu thuật 3 ca nâng ngực, 1 ca là treo ấy sẹ của túi ngực, là 2 ca nâng mũi và 1 ca cắt mắt mí mili. Thì cái chương trình tháng 8 này á, Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus đang có chương trình ưu đãi giảm cho các bạn. Thì các bạn có thể để lại thông tin trong phần dưới bên phía dưới comment này hoặc là inbox trên trang bác sĩ Huy, thì đội ngũ chuyên viên tư vấn là sẽ liên hệ với các bạn và sẽ gửi cái chương trình ưu đãi cho các bạn nhé các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem lại một lần nữa là hình ảnh của khách hàng sau khi trước khi và sau khi tiến hành dịch vụ nâng ngực túi Ergonomic size 360.
Các bạn có thể nhìn thấy đây là hình ảnh của khách hàng trước khi nâng ngực. Khách hàng này thật sự là có ngực nhưng mà nó không có lớn cho lắm. Cái thứ hai nữa là đối với cái nhu cầu này của khách hàng á, thì muốn cải thiện cái vòng một nó đẹp hơn, cũng như là mình có thể mặc những cái bộ mà đầm body hoặc là những cái bộ váy xẻ ngực, nó sẽ tôn trọn cái vòng một hơn. Thì khi mà đến bác sĩ tư vấn và thăm khám cũng như là kiểm tra tình trạng sức khỏe và số đo ba vòng của khách hàng và chiều cao, thì bác sĩ có lựa chọn cho vị khách hàng này là túi 360, thì loại túi ngực của hiệu Ergonomic. Đây là hình ảnh chụp ngang của khách hàng. Các bạn có thể thấy phần bầu ngực nó hơi nhô lên một tí, nhưng vòng một nó không có cải thiện đáng bao. Cái thứ hai nữa là phần xương bụng của khách hàng nó khá là cao và to. Thì khi mà mình không có ngực á, thì nhìn hai phần nó hơi bị là chênh lệch với nhau, nó sẽ tạo cảm giác cho mình là không có phần ngực, mình không có thể là mặc đồ đẹp như mình mong muốn được. Còn đây là hình ảnh khách hàng sau khi tiến hành nâng ngực. Các bạn có thể thấy được cái sự mà thay đổi ngoạn mục, ngực rất là đẹp luôn. Đây là ca tái khám thứ tư thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus trong buổi sáng ngày hôm nay nha các bạn. Hình ảnh đó là trước sau khi nâng ngực và sau khi nâng ngực. Các bạn có thể thấy sau 48 tiếng thì đối với công nghệ mới này, khách hàng không cần phải nghỉ dưỡng nhiều. Mình có thể di chuyển bình thường, thì các bạn có thấy là khách hàng có thể tự di chuyển tới thẩm mỹ viện để cắt chỉ, không có vấn đề gì hết. Đây là hình ảnh nhìn chụp nghiêng của khách hàng. Các bạn thấy rõ cái phần xương bụng nó hoàn toàn như là thật vào trong để nhường cho cái phần mục. Rất là đẹp luôn. Sự cải thiện rõ rệt. Và mình sử dụng là vị trí cái đường nội soi, đường nách để thứ nhất là có thể che sẹo tốt. Cái thứ hai là nó là sẽ đưa cái phần tối ngực vô rất là an toàn luôn. Đây các bạn thấy hình ảnh trước và sau khi nâng ngực. Và chỉ đặc biệt tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus áp dụng cái keo dán vết thương Dermabond. Sau khi mà mình tiến hành cắt chỉ khâu vết may á, thì cái keo dán này thứ nhất nó còn có những cái ưu điểm vượt trội là không sưng, không viêm. Cái thứ hai là khách hàng có thể là về nhà tắm rửa sau 2 tiếng khi mà mình làm phẫu thuật thẩm mỹ. Và cái thứ ba là nó sẽ để lại cho mình sẹo rất là đẹp luôn, rất là an toàn, không cần phải cắt chỉ nhiều lần. Nên cái này là bạn yên tâm. Chỉ có keo dán Dermabond này là thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là áp dụng cho khách hàng tiến hành nâng ngực tại thẩm mỹ viện Hoàng Sài Gòn Venus, không thu phí. Nên các bạn là có thể là tới thẩm mỹ viện để có thể áp dụng sử dụng những công nghệ mới này. Thì mình vừa cho các bạn xem sơ qua là hình ảnh của khách hàng. Khách hàng tới trực tiếp thẩm mỹ viện để tiến hành là thay băng cắt chỉ sau khi nâng ngực. Đó là khách hàng thứ tư. Và hồi nãy là mình có cho các bạn xem sơ qua là hình ảnh phòng mổ, các bác sĩ đang tiến hành là phẫu thuật thẩm mỹ cho khách hàng. Dịch vụ như cắt mí mili, nâng mũi bọc sụng và là nâng mũi cấu trúc. Thì các bạn có thấy là ngày hôm nay thứ bảy, thẩm mỹ viện nhận khá là đông khách. Thì đối với khi mà mình làm dịch vụ nâng ngực tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus á, thì ngoài những cái ưu điểm, thứ nhất là cải thiện vòng một cho mình, cái thứ hai nữa là thẩm mỹ viện dành riêng cái keo dán Dermabond, cái dán vết thương này cho khách hàng sử dụng dịch vụ nâng ngực tại thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là hoàn toàn miễn phí. Và cái thứ ba nữa là khi mà mình tiến hành nâng ngực á, là trong cái gói mà các bạn thanh toán là sẽ được miễn phí cái áo định hình là giá là $100, được nhập trực tiếp tại Mỹ luôn. Cái áo này á, là mình cần phải mặc là xuyên suốt trong vòng ít nhất là 1 tháng hoặc là 1 tháng rưỡi, để nó sẽ cố định cái phần ngực của mình, nó sẽ tạo cái dáng E-line. Và cái thứ hai là giúp cho hai phần ngực của mình nó sẽ thu khép vào trong, nó sẽ rất là tự nhiên.
Thì cái buổi live stream ngày hôm nay của Viện Thẩm mỹ Sài Gòn Venus là sẽ kết thúc tại đây. Thì những bạn nào đang có nhu cầu mong muốn phẫu thuật thẩm mỹ cũng như có những nhu cầu muốn cải thiện vòng một mắt, mũi thì Thẩm mỹ viện đang có những cái chương trình ưu đãi dành riêng cho tháng 8 này. Có thể inbox trực tiếp vào trong fanpage bác sĩ Huy hoặc là bên dưới live stream này, thì bên đội ngũ chuyên viên là sẽ gửi cho các bạn là cái chương trình ưu đãi dành cho riêng tháng này nhé các bạn. Thì buổi live stream sẽ kết thúc tại đây, thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các buổi live stream lần sau nhé.